Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đi ra ngoài trung tâm thành phố để mình tham quan nha, rồi mình sẽ tiện mình quay cho mọi người xem nha, ở ngoài đó có gì nha. Rồi, mọi người thích cái bạc hà này. Đó, rồi mang đi cho ta. Bây giờ mình chuẩn bị đi nha mọi người. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều rồi, trời mát lắm. Không có nắng á. Enfin, je vois. Ouais, il y a beaucoup de Français qui connaissent pas cette fleur. C'est un hibiscus que j'ai ramené du Sénégal. C'est un naturel. Naturel. Je l'ai ramené. Il était grand comme ça dans une bouteille. D'accord. En 97. Ah. Et maintenant, ben. Mọi người thấy cái cây chùn, cây hoa dâm bụt này đẹp không? Nó tự nhiên nó xẻ xẻ nhìn đẹp không mọi người? Wow. Lần đầu tiên mình đã thấy. Ở Việt Nam đâu có thấy cái cây này đâu, chỉ có thấy mấy cây hoa dâm bụt là thường thường là như cây này này. Đó, cây này thì ở Việt Nam rất là nhiều là. Đó, nhưng mà cây nãy thì nó không có thấy. Nó màu đỏ rất đẹp. Va pas trop vite. Tu vas trop vite. Mình xem. Et là il y en a une. Et là ben elle veut pas venir rouge, tu vois. Ah, c'est là. Elle veut pas des tomates. Elle veut pas regarde là il y en a une grosse. Ah ouais. Mais elle veut pas devenir rouge. Ah. Là il y a de la menthe mais elle est pas bien belle. Ah, là c'est du géranium. Uh-huh. Il est encore mangé par des bêtes. Ça c'est du thym. Là j'ai mis du citronnelle. Ah, citronnelle. Pour qu'il s'en aille, mais je sais pas si ça marche. Ouais, mais ça il y a pas quoi là. Il y a des roses. Đó, mọi người thấy không? Bảo trồng cái cây hoa dâm bụt quá đẹp không? Rất là đẹp. Wow. Okay. Ah, un rosier là. Ah, c'est hoa hồng mọi người. Pardon. Ok. Mọi người bây giờ mình sẽ đi ra trung tâm thành phố mọi người. Ở đây mấy cái cây này nó sắp đổi màu rồi mọi người nhìn thấy đẹp không? Đó, một lá vàng. Sắp sửa tới mùa đông nó rụng hết lá nhưng mà mùa thu nó sẽ đổi màu vàng á. Nhìn rất là đẹp. Giờ đó mọi người thấy không? Cái cây này sắp đổi màu vàng ha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài trung tâm mình quay cho mọi người coi. Bây giờ mình phải đi mua vé mọi người. Mình đi mua vé xe lửa để mình đi lên tàu mọi người, người ta kiểm á. Nhiều khi nó kiểm nó phạt á mọi người. Tôi bắt buộc mình phải mua vé à. Không rác. Này một vé nhiêu đồng chị? Mày mua mẹ đít qua 10 đồng đi. Đi bao nhiêu cũng được. Thôi. Đi 10 lần. Pour conduire avec le bouton vert. Bouton. Bouton vert. Bouton vert. Bouton vert, ça va. Vert. Bonne idée. Ok, il est là. Comme tu dis, bouton vert. Non, non, attends. C'est là, peut-être là. Ah, nó không lấy tiền money, nó không lấy tiền money. Nó kiểu vậy đó. Nó lấy cạc. Ở đấy bằng cả. Ở sau đây nó ghi trẻ hả? Oui, mà khoa mua cạc dit foa ou hay cạc. This machine does not give a chance. Ah, oui. Ra mẹ ngoài vin vào tao ba ACT đi qua. No, 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 no. Ra tới lắc cô mới đi xuống thôi. Không có rừng này mô tê đâu kìa. Hả? Rồi, ok rồi rồi. Một lần 6 đồng cái 10 đồng mà. 1 đồng 60 mày lấy cả dít voi ra thì 10 đồng. Phục phê một ngày nhá. Phục phê một ngày. Hồi cho đi một đồng này. Ờ thì lúc về mày đi ALR tour đi vậy. ALR tour thì cho mua. Hồi cho về cho mua gì đâu. ALR tour 3 đồng 20. À, hai vé này. Đồ thích kê. Đồ thích kê này, mua đồ thích kê hả? Ui. Đó. 3 đồng 20 tức là ALR tour không nó mua ALR tour vừa qua lại 3 đồng 20. Nó còn cho mua một vé. 1 đồng 60. Nó không trả tiền, nó không trả tiền lẻ đâu. Cho nên mình 1 đồng. 1 đồng 60. Nó sọc đi ra cái này nhìn thấy nó bé.
Vé xe lửa mọi người. Mình phải mua vé chứ không thôi thì khi người ta lên người ta kiểm tra mà không có vé đó là rất là mệt. Người ta phạt cho từ 50 đồng mọi người. Một cái vé này có 1 đồng 60 thôi mà bây giờ nếu mà mình không có vé là người ta phạt phạt tới 50 đồng á. Wow, cái xe màu đen đẹp chưa? Tới mọi người. Tới rồi mọi người ơi, tới trung tâm của thành phố mọi người. Ngoài trời mát mát rất là đẹp mọi người. Ngoài trời mát đó mọi người. Wow. Không có nắng nha. Trời mát lâm mát. Mọi người thấy chiếc xe lửa không? Chiếc xe lửa chạy nhé. Ra chào cô. Xe lửa nhiều lắm mọi người thấy trung tâm thành phố không? Rất là đông người không? Hôm nay trời mát mẻ nữa. Có người ta đeo khẩu trang, có người không đeo mọi người. Mọi người thấy không? Giữa trung tâm thành phố Montpellier mà có cái cây bạc hà ở của Việt Nam mọi người thấy không? Wow. Hay không? Trồng ngay giữa thành phố luôn. Được chứ, cái này nó chắc chắn mà. Được mà, được mà. Ôi, không có gì đâu. Ôi, vậy thôi đi đi ha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, chào cô ạ. Ông bày cho cô bày nha. Dạ, dạ, chào cô. Cảm ơn nhiều nha. Ôi, mọi người thấy xe lửa không? Xe lửa quá trời đấy không? Bên này cũng ở cái tỉnh này cũng có nhiều người Việt Nam ở lắm mọi người. Và học sinh Việt Nam tới đây học cũng rất là nhiều mọi người. Này bà kia bà cho hai cái cây lô hồi này. Cây aloe vera. Mình lên xe lửa tiếp, mình đi tiếp mọi người. Mình đi xuống chỗ cái hồ cá, mình quay xem nó có cái gì dưới. Mọi người thấy đông không? Quá trời đông luôn. Chào mọi người, xuống rồi mọi người. Wow.
Ờ, mọi người ơi, giữa cái chỗ trung tâm mua sắm này có cái cây nó phong đẹp không ạ? À? À. Dưới này có cái nhà hàng để nhiều dù á. À. Ồ, cái này rộng quá trời rộng luôn ha. Ồ, trời nắng này đó mọi người, thấy không? Trời nắng quá trời đẹp luôn ha. À, mọi người nói rôm mua hết rồi, em mua nè. Này bán giày nhiều chưa? Này giống Adidas hả? Ồ, trên này mát quá mọi người ơi. Cái khu này khu mua sắm rất rộng lớn này. Trời mát, trời mát, rất trời mát luôn này. Gió à, xe tham ngay ở dưới đất luôn. Xe tham nó tiện không? Nó chui ngay dưới đất luôn này không? Nó đậu ngay dưới lòng đất luôn, cho nên người ta tiện, người ta đi xuống, người ta đi thăm về luôn này ha. Nó xây rất là tiện lợi cho người dân ha. Biết là biết bao nhiêu mét vuông, rất đông người ở đây, tới đây mua sắm mọi người. Mọi người ơi, sao nó vắng rồi ta? Mọi người mình mới mua cái này này mọi người. Mọi người mình mới mua đồ ở trong siêu thị ra xong này. Mua được cái gì đi? Cái này là cái cái này cái nhang muối, cái này để đốt nhang mọi người. Đó. Cái này là đốt nhang muối mà mùi xả. Rồi cái này là cái dầu, tinh dầu để mà cho vô trong rồi trong cái này kêu là gì ta? Cái bình mà để xông nhẹ, xông nhẹ. Có thơm mọi người, à, cái này. Đó. Cái này cho dầu vô là nó rất là thơm mọi người. Ở mấy cái tiệm spa nó hay làm á. Cái này nè, cái này là cái dầu để mát xa mặt mọi người đó. Ai mà có nhu cầu mua cái này với lại cái này nè thì liên hệ mình nhá. À, cái này dụng cụ để mát xa mặt mọi người đó. Thì mở mở ra mọi người thấy không? Wow, thấy chưa? Đó. Thấy không? Mát xa mặt á, tháo ra coi gì, tháo ra. Lấy ra được. Cho nó coi cái này. À, cái này nó chỉ cho hướng dẫn cách mát xa mọi người. Đó. À, cái này là mát xa mặt. Thấy không? Trẻ rồi. Cái bé nó, cái này phải thoa dầu mọi người, thoa dầu cho xong bắt đầu với mát xa mặt đó mọi người, cho mặt nó đẹp á. Mọi người bây giờ mình về mọi người, bây giờ mọi người xe điện nó tới rồi đó. Không để chỗ cầm nha mọi người. Hôm nay trời mưa mọi người, giờ tối rồi. 9 giờ tối là trời mưa quá trời. Thấy không? Trên xe tham lúc mưa nó đi dô dô quá trời dô. Sao đâu? Mọi người hôm nay trời mưa rồi. Tối thứ bảy mà trời mưa quá trời mưa luôn. Giờ sắp về tới nhà. Mọi người thấy xe tham tập thấy không? Chạm mọi người. Đi vòng vòng chứ. Đâu chớ đi rồi đi. Đi ngược lại á. Bắt tăng thì coi xem bao nhiêu phút.
Thôi đi bộ đi, đi bộ ngược lại đi. Một phút. Mọi người ơi, mình quên đi tới, nó tới trạm mà không có nhanh ra bấm cửa cho nên nó chạy luôn, nó chạy là thêm một trạm nữa, bây giờ phải đi bộ về. Mình phải nhanh đấy mọi người. Khi đi xe tham phải nhanh cho nên rất nhanh là nó đóng cửa nó chạy luôn. Nhưng mà cháu cứ tưởng là nó tự động nó mở chứ. Nhưng mà nó tới nó chạm nó phải mở cửa ra, thường thường nó tự động nó mở mà, đâu phải bấm đâu. Đúng rồi. Còn đây không có người ra nữa, nó cứ vậy. Rồi bây giờ đi bộ về đến nhà cũng mất rồi. Mẹ đi bộ cho nó khỏe đi. Mọi người thấy không? Xe tham này không có. Chút mưa luôn. Nhìn tới là gì anh thấy buồn nước. Cũng nhanh mà. Ngay đây có đài nước à mọi người. Xe tham chạy qua đài nước rồi này. Đó. Nước trong veo luôn. Thôi. Oh, là.